giữ. Còn như mà mình nuôi chừng 2 năm 3 năm trở lại là nó không có giữ. Nó hẹn khô à. Vậy hả chú? Ờ, nuôi lâu á. Bò mà sống càng lâu năm nó càng hung dữ hả chú? À. Con bò này làm gì lông nó bị rối bùi vậy chú? Kem xù hả? Là lông nó bị xù xù cái xong rồi không có tắm rửa sạch sẽ cái lông nó rối luôn đúng không? Chú ở đây có rái cá không chú? Không. Sao vậy chú? Ở đây thấy rái cá người ta ăn thịt hết hay sao? Mình cũng có mà cũng ít chứ không có nhiều. Dạ. Nuôi nó cá thì đầu nuôi nó không có lời lỗ. Mấy người ở ngoài vườn người ta nuôi ao bự á. Dạ. Mà nuôi ta tính ra lỗ chứ. À nuôi cá hả? Ý chú nói cá. Còn rái cá đó, con rái cá đó. Không, không biết. Không biết con đó luôn. Không, không biết. Buồn ghê. Rái cá bắt đầu vô loài vật huyền thoại của thế của Việt Nam luôn rồi. Đúng rồi, đi cầu tới bên kia có cây cầu nữa. Dạ đang làm cầu á, đang giúp người dân nơi đây có cây cầu đi lại phương tiện dễ dàng, giao thông tiện lợi để người dân làm ăn khấm khá đỡ mệt mỏi vất vả hơn. Đúng rồi. Mong là người dân sau khi đỡ vất vả mệt mỏi rồi ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật cảnh quan ở đây quá là đẹp. Đúng rồi. Nếu mà mình không bảo vệ cảnh này là mình sẽ mất hết. Ở trên Sài Gòn là đâu có được những cảnh như này. Dạ. Mỹ hả? Không, kia gì kiều Mỹ, con gì cộng. Dạ.